Rồi, xin chào các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái giải pháp mới. Đây, giải pháp nó nằm đây đây. Giải pháp đó là mình sẽ biến những cái dòng loa surround này thành những dòng loa có công suất và có Bluetooth các bạn ha. Thì nó sẽ sử dụng cái loại âm ly này nè, âm ly GTI A630 các bạn ha. Đây. Thì cái âm ly này á nó sẽ có trách nhiệm ha, nhận cái Bluetooth từ cái điện thoại của mình, nó sẽ kết nối vô loa và nó phát cái sao tiếng cho mình nghe. Thì hiện nay những cái vấn đề về phổ biến, mình nghe nhạc du dương ở trong nhà nè, rồi mình coi phim ở trên điện thoại mà muốn cái sao tiếng nó lớn hơn, thì mình sẽ sử dụng những cái dạng âm ly như thế này để mình khuếch đại những cái loa, những cái dạng loa mình có ở trong nhà, hoặc là những cái dạng loa surround. Các bạn có thể mua những dạng loa surround như thế này. Cũng có thể dùng cái âm ly này để mình khuếch đại cho những cái dòng loa âm trần. Mình mua cái loa âm trần, mình đặt cái âm ly này trên trần đó, thì khi mà mình về nhà đó thì âm thanh nó sẽ kết nối Bluetooth từ điện thoại của mình, và mình phát nhạc những cái âm nhạc nào mình thích ở trên điện thoại, mình có thể lên loa hoặc lên loa âm trần các bạn ha. Thì để mình nói sơ cái GTI này thì nó sẽ phát được 30W. Mình sẽ sử dụng những cái dạng loa surround 30W đổ lại thôi nha các bạn. Bluetooth của nó là Bluetooth 4.0 ha. Mà Bluetooth 4.0 à, cái này là 30W cho một kênh nha các bạn. Là có nghĩa là hai kênh của nó là 60W. Ở đây là cái nguồn cấp của nó nè. Rồi, vậy ha, mình nói thiếu cái ý đó. Rồi, thì tí nữa mình sẽ test cái sao tiếng của cái âm ly này cho các bạn nghe. Thật ra nó rất là nhỏ gọn, mình chỉ đặt phía sau của loa là mình có thể kết nối, mình có thể phát nhạc được rồi. Rồi, xin chào, cảm ơn các bạn nhiều ha. Rồi. Thì sau khi mình ghim nguồn vô đó thì nó sẽ phát cái tiếng đó, là cái loa nó ắc tay là như vậy. Bây giờ mình kết nối Bluetooth. Đây, mình dùng cái máy này ở đây. Các bạn, mình ghim vô Bluetooth nè. Ở đây nó có espresso. Rồi, mình chọn vô espresso. Đó, thì khi mà nó kết nối thành công thì nó sẽ báo cho mình cái sao tiếng là như vậy. Có một cái điều lưu ý là khi mà nó đã kết nối rồi nha các bạn, thì nó sẽ tự nhớ luôn. Và các bạn khi mà về nhà đó là nó tự động nó kết nối vô điện thoại hoặc iPad của mình thôi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cái sao tiếng của nó ha. Đây. Bạn nào có headphone thì đeo vô, nếu mà mình muốn nghe thử tiếng bass của đàn ông nha các bạn. Tại vì nếu mình nghe bằng điện thoại thì cái loa điện thoại nó không có âm bật bass ha. Tưởng rằng mình quen nhau thôi, khi đã biết thì yêu rồi. Đôi trái tim nhớ nhau, hứa hẹn mùa đông ngon mùa. Sương gió lạnh môi em, anh thấy lòng mình giá băng. Ta hai lối em
believe, and it's me you.